Hello, xin chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với lớp học của thầy Alex nha các bạn nha. Mọi người nhớ buổi livestream của thầy, lịch livestream của thầy đó là thứ 2, thứ 4 và thứ 6 vào lúc 11 giờ sáng nha mọi người nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người. Các bạn nhớ lưu lịch livestream của thầy lại nha mọi người nhé. Cái gì quan trọng thì thầy sẽ nói lại 3 lần đúng không? Thứ 2, thứ 4 và thứ 6 lúc 11 giờ sáng nha mọi người nha. Ở trên livestream thì thầy sẽ giải quyết những hai cái kỹ năng mà khó nhất cho tất cả các bạn, đó là kỹ năng speaking cũng như là kỹ năng writing đó. Và nếu mà bạn nào thấy lớp học của thầy hữu ích đúng không mọi người, thì chúng mình có thể đăng ký học với thầy, ấn vào đường link bio để đăng ký học với thầy nha mọi người nha. Ok, part 3 khó quá thầy ơi. Ok, cứ làm từ từ thôi đúng không? Thực ra thầy thấy part 3 nó chỉ là mini part 3 nó là kiểu như kiểu là an extended version of part 1. Part 3 người ta sẽ cho chúng ta nói nhiều hơn, và nhiệm vụ của mình chỉ cần diễn đạt những cái ý tưởng nó đơn giản nhất thôi. Đó, nếu mà câu nào không biết trả lời thì hãy bảo là không biết. Đó, như vậy là dễ nhất đúng không? Nào, chúng mình sẽ đến với một cái chủ đề hôm nay cực kỳ khó luôn, mà nó có trong bộ đề dự đoán của tháng 9 đến tháng 12 nha mọi người nhá. Đó, chủ đề về names, yeah. Chủ đề về names đúng không? Về tên đúng không? Đây là cũng là một chủ đề nó rất là bựa luôn mọi người, rất là khó chịu luôn. Chúng mình sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên luôn, không để mọi người mất thời gian nữa. So, câu hỏi đầu tiên: Does your name have any special meaning? Tên của các bạn có ý nghĩa gì không mọi người ơi? Yes. Nào thử nghĩ xem nào. Đúng là thầy biết là tên của ai cũng có đều ý nghĩa đúng không? Đều có một cái ý nghĩa gì đó đúng không mọi người? Tuy nhiên, nếu mà chúng ta quá trung thực trong câu hỏi này đi, chúng ta thấy là ui tên tôi là Ngọc. Bạn biết không, Ngọc nó là một loại thứ gì đó rất là quý, được tìm thấy ở biển chẳng hạn đi. Bố mẹ tôi đặt tên tôi cái này bởi vì bố mẹ tôi mong muốn tôi có những cái thứ cao quý nhất trong cuộc đời này đấy. Các bạn thấy nếu mà chúng mình quá trung thực trong câu hỏi này thì thực chất là mình đang làm khó bản thân, đúng không? Ngồi diễn đạt cái điều đấy ra, tiếng Việt thầy không biết phải nói gì, huống chi là tiếng Anh đúng không mọi người? Đó, thì thầy muốn là trong cái câu này các bạn hãy trả lời thật là đơn giản. Bản thân thầy nhá mọi người nhá, thì thầy sẽ bảo thầy không biết đi. Ui, tôi biết làm sao được. Bố mẹ tôi chắc là đưa tôi cái tên này, gave me this name đúng không? Cho tôi cái tên này bởi vì bố mẹ tôi thấy nó dễ nói đi, dễ nhớ và dễ phát âm đi. Các bạn thấy không? Đó, mình cũng nói nó đơn giản nhất có thể thôi đúng không mọi người. Thầy sẽ nói là bố mẹ tôi đặt tôi tên này bởi vì nó dễ phát âm và dễ nhớ đúng không. Thực chất là tôi chưa bao giờ tôi hỏi bố mẹ tôi, never ask question đúng không, chưa bao giờ hỏi bố mẹ tôi cả. Chắc là tôi sẽ hỏi một ngày đấy thôi đúng không. Yeah, chắc là tôi sẽ hỏi một ngày nào đó đúng không. Never ask my parents đúng không. Yeah, chắc là một ngày nào đó tôi sẽ hỏi bố mẹ tôi thôi đó. Các bạn thấy không, câu trả lời nhiều khi mình không cần phải quá trung thực đúng không mọi người? Bởi vì giám khảo người ta không đi tìm sự chính xác, người ta không đi tìm, người ta không chấm cái ý tưởng của mình, người ta chỉ muốn xem mình phản ứng tiếng Anh như thế nào thôi. Đó, các bạn thử xem câu này thầy sẽ trả lời sao nhé mọi người nhé, cùng để ý với thầy nhé. Nào mọi người nào, thả tim giúp thầy nào mọi người ơi, thả tim giúp thầy Alex đi mọi người, thả tim đi nào đúng không, cổ vũ thầy. Thầy sẽ trả lời cho các bạn câu này một cách nó đơn giản nhất để chúng ta để học nhé. So, does your name have any special meaning? Well, I'm not too sure about this, yeah. I think my parents gave me this name just because, you know, it's quite easy to, you know, remember and pronounce. Actually, I've never asked my parents about this before. Possibly, I'm gonna ask them one day, yeah. Ta-da! Thế thôi mọi người, đúng không? Dễ như vậy thôi, đúng không? Cực kỳ đơn giản luôn. Bây giờ thầy sẽ ghi ra là thầy Alex vừa nói những cái gì, để chúng ta có thể tham khảo cái ý tưởng của thầy nha mọi người nhé. Đó, như thầy nói rồi, không phải lúc nào cũng trung thực quá đâu. Hãy lựa chọn cái cách diễn đạt nào mà nó dễ nhất đối với các bạn. Yeah. Kể cả khi nó là một câu chuyện bịa ra, đó, hoặc là mình chém gió cũng được. Miễn sao là nói nó dễ. So, not too sure đúng không? Không chắc đúng không? Not too sure. Tôi nghĩ bố mẹ tôi, I think my parents you know, gave me... đặt tôi tên này đúng không? Gave me this name just because, you know, it's you know, easy to like remember and pronounce, yeah? Dễ dàng phát âm đúng không? Dễ nói đúng không? Pronounce, yeah, pronounce, đúng không? Say pronounce. Actually,
I've never asked my parents about this before. Possibly I will ask them one day, đúng không? Đó, thế thế đâu đúng không mọi người? Từ vựng không có gì cả, đúng không? Thầy không sử dụng một cái từ vựng gì nó hóc búa cả, đúng không? Thầy chỉ muốn sử dụng cái từ vựng nó bình thường thôi, đúng không mọi người? Đó. Yeah. Ok không mọi người ha? Được chưa? Nào, thầy sẽ thử trả lời lại câu này và mọi người cũng xem với thầy nhé mọi người nhé. Cùng xem với thầy nha. Possibly, đúng không? Quên lại ghi possible, đúng không? Possibly. Nào, thầy sẽ đọc lại câu này, đúng không? Các bạn cùng xem lại với thầy. So, đây, kéo xuống một xíu nhé. Kéo xuống một xíu, các bạn xem nhé. So, câu hỏi đầu tiên, đúng không mọi người? Câu hỏi đầu tiên, đúng không? Right. So, does your name have any special meaning? Well, I'm not too sure. I think my parents gave me this name just because, you know, it's quite easy to remember and pronounce. Actually, I've never asked my parents about this before. Possibly, I will ask them one day. Ta-da! Đúng không? Thế thôi, đúng không mọi người? Đơn giản mà, đúng không? Yeah. Câu này cũng là một câu khoai, đúng không? Nhưng mà thầy address nó cực kỳ đơn giản, đúng không? Đó. Nào, sang câu thứ hai nhé mọi người ơi. Chúng mình cùng đến với câu hỏi thứ hai nhé mọi người nhé. Bạn nào mà chưa nhận được bộ đề dự đoán của thầy thì chúng ta nhắn tin với thầy qua fanpage nhé. Thầy sẽ gửi cho các bạn nhé. Đó. Đến với câu hỏi thứ hai nào mọi người ơi. Câu hỏi thứ hai nhé. So, how would you choose names for your next generation? Làm thế nào để bạn gọi là lựa chọn tên cho cái thế hệ sau của bạn? À, cho con mình đấy mọi người. Câu hỏi này rất là buồn cười đúng không? Nói chung là thầy sẽ trả lời thật thôi, là thầy chưa bao giờ nghĩ chuyện này, đúng không? Thầy chưa bao giờ nghĩ về chuyện này luôn, thought of this, đúng không? Đó, chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này. Bởi vì sao đúng không mọi người? Trời ơi, thầy còn trẻ mà mọi người, đúng không? Thầy còn chưa gọi là tìm hiểu về marriage, đúng không? Thầy chưa muốn kết hôn, đúng không? Mị còn trẻ, mị chưa muốn kết hôn, đúng không mọi người? I'm still young and not into, đúng không? Mình vẫn còn chưa muốn into marriage, đúng không? Yeah. Hoặc là kết hôn người ta có dùng một từ là tie a knot, đúng không mọi người? Tie a knot, đó. Nhưng mà thôi thầy sẽ sử dụng là not into marriage đi cho nó tự nhiên. Bởi vì thầy thấy là thầy nói cái từ not into marriage nó thuận mồm với thầy hơn. Các bạn thích có thể dùng là tie a knot. Tie a knot có nghĩa là buộc lại người ta sẽ hiểu là kết hôn đó mọi người. Đó. Chắc là thầy sẽ để tên con của thầy một cái tên gì đó lại dễ nói đi đúng không? Easy to pronounce thôi đúng không mọi người? Cái này thầy cứ trả lời thật thôi đúng không? Có thể là một tên tiếng Anh chẳng hạn đúng không? English name đúng không mọi người? Đó. English name. Đó. Ok mọi người. Được không? Thầy chưa nghĩ tại vì thầy chưa có crush đúng không? Đúng rồi, thầy đã có người yêu đâu đúng không? Làm gì có người yêu đâu mà nghĩ chuyện kết hôn đúng không mọi người? Hello, xin chào Hoa. Xin chào Hoa. Nào, các bạn để ý câu này nhé. Thầy sẽ thử trả lời và các bạn sẽ cùng xem là thầy address câu này như thế nào nha mọi người nha. Đó, cùng xem câu này nhé. Một câu rất là vui nhộn đúng không mọi người? So, how would you choose names for your next generation? Well, I think this is a very great question, isn't it? Honestly, I never thought of this before, no. Well, you know, I'm still young, yeah? I'm not yet into marriage, yeah? So, I think I would name my children something, you know, easy to pronounce and maybe like an, you know, English name, you know, Jacob or Stephen or Alex, yeah, something like that, yeah. Được không mọi người? Ok ha mọi người ha. Thế thôi đúng không? Trả lời đơn giản đấy thôi. Câu này một câu nó hỏi rất là hóc búa. Mình cứ trả lời thật thôi. Thầy nghĩ là tất cả học sinh của thầy đa phần là các bạn rất là trẻ đúng không? Chưa kết hôn đúng không mọi người? Thì cũng có thể tham khảo cái ý tưởng này của thầy đúng không mọi người ha. Và bây giờ thầy sẽ viết ra cho các bạn nhé mọi người nhé. Phần nào không hiểu chúng ta cứ hỏi thầy. Đó. Cứ khen người ta một câu hỏi cái đi đúng không? Đây là một câu hỏi khá là vui đúng không? I think this is a great question, yeah. Thực chất mà nói, honestly, tôi chưa từng nghĩ chuyện này bao giờ. I never thought of this before, yeah. Never thought of this before. I'm still young, yeah. Tôi vẫn còn trẻ mà, đúng không? I'm still young and, you know, not yet into, you know, marriage, đúng không? Đó. Chắc là tôi sẽ để tên con tôi một cái gì đó dễ nói đấy, đúng không? Maybe I will... Mình có thể dùng name là động từ, đúng không? Name my children something, you know, easy to pronounce.
like an you know English name yeah? Nhưng mà tên tiếng Anh đúng không? Đó xong liệt kê ra Jacob Stephen hay là Cristiano Ronaldo đúng không mọi người đó. Kiểu kiểu như vậy đúng không? Yeah. Thì chắc là dễ đúng không? Cái từ cái câu này thầy không sử dụng một cái từ vựng gì mà nó hơi đặc biệt cả. Thầy nghĩ là các bạn cũng nên thế bởi vì nhiều khi ấy, người ta chỉ muốn xem cái khả năng phản xạ tiếng Anh của mình thôi, chứ không phải là cứ phản xạ tiếng Anh ra là phải sử dụng cái từ nó hóc búa, từ dựng vựng gì nó cao siêu đúng không? Nghe như vậy là câu trả lời nó rất là mất tự nhiên. Các bạn cứ tưởng tượng giống như thầy hỏi chúng ta một câu trả lời: sau này em muốn đặt tên con em là gì đúng không? Chúng mình lại vác những cái từ mà nó rất là khoa học vào, nghe nó rất là buồn cười. Đó, sử dụng từ đơn giản cho thầy. Đó. Với các bạn nhớ giúp thầy là nhiều khi chúng ta phải trả lời được ở những cái câu trả lời ban 6 này, xong rồi biến thành những câu trả lời ban 7, rồi biến những câu trả lời thành ban 8. Đó, nó phải như thế nữa đúng không? Nó phải theo bước nữa. Chứ không phải ví dụ như mình đang nói ở cái mức fluency về cái phát âm nó đang ở ban 5 thôi, mà mình lại sử dụng những cái từ vựng nó tận ban 8 đi, thì nó rất là buồn cười, nghe nó rất là cộc lệch, và thậm chí nó người ta nghe nó chả hiểu mình đang nói gì cơ. Đó. Thầy sẽ thử trả lời lại câu này nhé, đọc lại câu này các bạn cùng để ý xem cách thầy phát âm và có thể nhại theo thầy đúng không? Đó, để mình nhớ hơn, tham khảo cái ý tưởng này. How will you choose names for your next generation? Nào các bạn thả tim giúp thầy nào mọi người, cổ vũ giúp thầy nào, thầy trả lời cho nào mọi người ơi. Yes, chịu khó tương tác với mọi người nha. Alright, so I think that is a very great question here. And honestly, I never thought of this before. I mean, you know, I'm still young. I'm not yet into marriage, yeah? Maybe I would name my children something, you know, easy to pronounce, like an English name, you know, Stephen, Jacob, or Alex, something like that, yeah? Ok ha, các bạn ha, được không? Được đúng không mọi người? Được ha. Câu hỏi tiếp theo nhá, rất là dễ luôn đúng không mọi người? Bạn nào chưa mà nhận được bộ đề dự đoán của thầy, chúng ta nhắn tin với thầy qua fanpage nhá. Và bạn nào muốn đăng ký học với thầy, chúng ta cũng nhắn tin với thầy qua fanpage IELTS thầy Alex nha, mọi người nha. Câu tiếp theo là mọi người ơi, sang câu tiếp theo nha mọi người. Câu hỏi tiếp theo nha. Let's go guys, let's go boys and girls. Câu hỏi tiếp theo này. Are there any differences between how Vietnamese people name their children now and in the past? Có những cái sự khác nhau gì về cách người Việt Nam đặt tên con họ bây giờ và trong quá khứ đúng không mọi người? À, đây là cũng một câu trả lời nó rất là khó này. Bản thân thầy nhé mọi người nhé, khi mà thầy nhận được câu hỏi này thì đầu tiên, cái việc đầu tiên thầy nghĩ đến đó là các bạn có để ý ví dụ như là các cô chú của mình ấy, nhiều người sẽ có những cái tên nó rất là buồn cười, ví dụ như là tên của hoa quả không? Lê này, rồi đào này đúng không? Lê đào các thứ đúng không? Mận đúng không mọi người, có người tên là Mận đúng không đấy. Táo thì không có ai tên là Táo cả đúng không đó. Hello, xin chào Kim Queen đúng không? Little Sophia đang cho thầy một số cái tên rất là ugly đúng không đó. Thì thầy nghĩ là như thế. Thầy sẽ định nói là kiểu ví dụ như trong quá khứ đúng không, hoặc là thầy cứ nói về cái gọi là trải nghiệm của thầy trong gia đình thầy đi. Ở trong gia đình của tôi đúng không, thì tôi có những người cô chú đúng không, aunt and uncles, có rất nhiều cái tên là giống như là fruits đúng không, tên của hoa quả đúng không. Thì tôi nghĩ rằng cái giới hồi xưa ấy, cái thế hệ trước ấy, former đúng không, the former generation đúng không, họ đặt những cái tên của con của họ là tên hoa quả bởi vì họ mong muốn là có những cái đúng là kiểu đây. Thầy biết là nhiều người đang nhiều bạn đang cho thầy là những cái ý tưởng như kiểu đặt tên hồi xưa, những cái tên mà kiểu gọi là hoa quả để cho dễ nuôi đúng không? Đó. Tuy nhiên là thầy không biết cái từ dễ nuôi chính xác trong tiếng Anh là gì. Các bạn thể nói là easy to bring up cũng được đúng không? Đó. Nhưng mà thầy nghĩ là thầy sẽ nói một cái nó hơi hơi make up một xíu đi, đó là người ta muốn mong muốn cái sự giàu sang và may mắn đi. Đó. Nên nói như thế nó dễ hơn mọi người, dễ hiểu hơn cho người nước ngoài đúng không? Nhiều khi mình nói là đặt những tên đấy để dễ nuôi cái thứ để họ ăn nhanh, ăn mau chóng lớn đúng không? Đó. Nhưng mà thực chất là nhiều khi mình nói ra tiếng Anh sợ người ta lại không hiểu. Đó, cho nên như thầy nói rồi, cái chiến thuật làm bài là tìm một cách nào đó diễn đạt cho nó dễ hiểu đúng không? Thì thầy sẽ nói là kiểu người ta mong muốn là có tiền tài này, có may mắn đúng không? Wealth and luck đúng không mọi người? Đó, and prosperity cũng được đúng không? Đó, thịnh vượng đúng không? Rồi bây giờ thì sao mọi người? Bây giờ thì nowadays thì nói chung là mọi người có những cái tên hiện đại hơn rồi đúng không? Đó, rồi
Nói chung là không không có nhiều bạn trẻ có những cái tên lạ nữa, đúng không? Không có những cái bạn trẻ có những cái tên gọi là, không gọi là lạ nhá, gọi là uncommon đi. Đó. Tại vì lạ là nghe nó hơi kiểu phổ báng một xíu, đúng không? Gọi là uncommon names, đúng không? Những cái tên mà lạ, những cái tên mà kém phổ biến, đúng không? Đó. Gọi như thế thì nó sẽ hay hơn, đúng không? Nghe nó lịch sự hơn. Nowadays, đúng không? Ờ, bạn nào, bạn Kim Quy à? Bạn Kim Quy vừa mới thi xong à? Em, kết quả như nào em mới? Kết quả như nào? Có kết quả chưa? Nếu chắc là thi giấy thì chắc là mấy tuần nữa, đúng không? 2 tuần nữa, đúng không? Yes. Yes. Alright, now. Thầy sẽ thử trả lời câu này nhé. Các bạn cùng để ý với thầy cách thầy diễn đạt nó ra sao nhé. So, are there any differences between how Vietnamese people name their children now and in the past? You know, I think there is a lot of differences here. You know, in my family, I have some aunts and uncles, you know, whose name were, you know, given as the names of fruits. I guess the former generation wanted to keep names as fruits. With hope for like wealth and luck, you know, for the family. Now people have more modern names. Clearly, I don't see any youngsters, you know, with a very uncommon name. Yeah, no. Okay, ha. Được không mọi người? Speaking giám khảo khó lắm thầy ơi. Giám khảo người ta có thể là thể hiện một cái gương mặt người ta không vui vẻ cho lắm, bởi vì các bạn nghĩ là kiểu người ta ngồi 3 tiếng 4 tiếng nghe gọi là học sinh nói ấy, nghe candidate thí sinh nói ấy, người ta rất là mệt, có thể cái mặt của họ không thoải mái thôi, nhưng mà thầy nghĩ là người ta chấm khá là fair. Thầy nghĩ người ta chấm khá là fair. Yeah. Nào, thầy sẽ thử trả lời, thầy sẽ ghi cái gì mà thầy vừa nói nhé mọi người nhé. Em toàn bị ngắt đúng không? Rồi, ok, cái việc mà người ta ngắt trong khi thi speaking là điều bình thường nha em, bởi cái này thầy nhắc các bạn rất là nhiều rồi mà, đúng không? Việc mà đi thi người bị ngắt là điều bình thường, bởi vì sao? Có thể là câu trả lời của chúng ta đã ok rồi, người ta thấy là ok rồi, người ta next, người ta hỏi chúng ta câu hỏi khác. Đó, để cho chúng ta có nhiều cơ hội nói hơn, người ta thử chúng ta nhiều hơn. Vậy thứ hai là người ta sẽ phải gọi là follow the time boundaries, đúng không? Người ta phải có một cái time boundaries theo cái giới hạn về thời gian, đúng không? Nếu mà các bạn nói quá thôi, một câu hỏi trả lời part 1 nó chỉ tối đa là 20 giây thôi. Thì nếu mà quá 20 giây mà người ta thấy đủ rồi, người ta sẽ ngắt. Đó, người ta hỏi câu khác. Cái này tốt cho mình thôi mà, đúng không? Chứ còn ví dụ mà mình cứ nói tràn lan đại hải thì đâu có nhiều những cái câu hỏi khó để người ta thử mình đâu, đúng không? Các bạn nhớ là đi thi, nếu mà các bạn ngày càng nhận được câu hỏi khó hơn ấy, thì chứng tỏ mình đang làm rất là tốt và giám khảo người ta đang muốn thử các bạn càng khó hơn để người ta nhận định xem là cái ban điểm cao, ban điểm 8.9 chấm nó có phù hợp với mình không? Không, đúng không? Đó. Nào, chết rồi, thầy vừa quên mất thầy định nói gì rồi. Đây thầy ghi lại nhá, quên mất nãy thầy nói gì rồi. So quay lại bài nhá. I think you know there is a lot of you know differences here. Có rất nhiều sự khác nhau ở đây đúng không? So ở trong gia đình tôi, in my family they are, đúng không? Yeah, sorry. In my family, yeah, trong gia đình tôi này, tôi có một vài cô chú. I have some you know some aunts and uncles, đúng không? Whose names you know were you know given as the names of fruits, những tên hoa quả, đúng không? Đó. Tôi đoán rằng, I guess, you know, the thế hệ trước, the former generation wanted to give names as fruits with hope, you know, for like wealth and wealth and luck, for luck, let's say. For their family. So yeah, nowadays, you know, people, mọi người có những cái tên phổ biến hơn, đúng? People would have like more modern names, names rõ ràng là không nhìn thấy nhiều, đúng không? Clearly, I don't. Rõ ràng là thầy không nhìn thấy nhiều những người có tên lạ, đúng không? I don't. You know, see any youngster with an uncommon name, đúng không? Đó, được chưa? Ok mọi người. Yeah, được không ạ? Rồi,
Nào, thầy sẽ thử trả lời lại câu này nhé. Nói chung là thầy cũng không có một cái từ vựng gì. Rất là tiếc hôm nay đối với cái chủ đề này, chủ đề về names ấy, mọi người, thầy thì không có nhiều từ vựng khủng khiếp lắm. Nhưng mà thầy nghĩ là đây vẫn là câu trả lời ok là đó. Không phải là, không nhất thiết phải mang từ vựng gì nó quá khủng khiếp vào, cứ trả lời bình thường thôi. Thầy nghĩ là những người bản địa người ta nhận những câu hỏi này, người ta trả lời kiểu kiểu như vậy thôi. Đó. Đúng không? Đã bảo không có nội dung gì thì làm sao mà vẽ ra nội dung, không biết nói gì làm sao mà có từ vựng khủng khiếp được không mọi người? Nào, thầy sẽ trả lời lại câu này nhé. Các bạn cùng follow với thầy nhé. So, are there any differences between how Vietnamese people name their children now and in the past? Well, I think there are a lot of differences here. You know, in my family, I have some aunts and uncles whose names were given as the names of fruits here. You know, I guess the former generation wanted to give names as fruits with hope, with hope for wealth and luck for the family, you know. Nowadays, people would have more modern names. Clearly, I don't see any youngster with an uncommon name nowadays, no. Yeah. Okay, hang, các bạn hang. Trời ơi, hôm nay ít người xem buồn quá các bạn ơi. Sao hôm nay ít người xem thế? Buồn quá. Nào, sang câu tiếp theo nha mọi người nhé. Câu cuối cùng nha mọi người. Hôm nay buổi sáng thứ hai ít học sinh xem của thầy quá. Nào, sáng thứ hai nhé. À, sang bài tiếp theo nha mọi người. Thầy để đây các bạn xem được đúng không? Xem được câu trước đây đúng không? Đó. Nào, sang câu cuối cùng buổi ngày hôm nay là mọi người. Let's go guys, let's go. Các bạn chỉ có thả tim giúp thầy thật nhiều nha mọi người nhé. Để thầy có năng lượng, thầy có gọi là thêm động lực để thầy livestream cho các bạn nha mọi người nha. Yeah. Nào, câu hỏi cuối cùng này. Does anyone in your family have the same name as you, đúng không? À, có ai trong gia đình bạn mà có cùng tên hay không, đúng không mọi người? Yes. Mọi người thì như nào mọi người? Thầy nghĩ là mọi người sẽ có nhiều có gia đình có người cùng tên, có gia đình không, đúng không mọi người? Bản thân của thầy, tên thật của thầy là Vũ Anh nhé mọi người. Nói chung là tên của thầy khá là đặc biệt, đúng không? Đó thì thầy sẽ nói cái này, thầy chỉ nói tự trải nghiệm bản thân của thầy thôi nhá, theo cái bản thân của thầy thôi. Nói chung tên của tôi thì như là khá là unique đi, đúng không? Đặc biệt, đúng không? Không có nhiều người có trên Việt Nam này luôn, đúng không? Not so many people have, đúng không? Đúng là thật chất là thầy không nhìn thấy ai có cùng tên Vũ Anh với thầy đó mọi người, khá là lạ luôn. Đó, tên tôi khá là unique, nên không có nhiều người ở Việt Nam có, đúng không? Nói chung là thầy cũng không thích cái việc mà mọi người có cùng tên đâu, bởi vì nó khá là confusing, đúng không mọi người? Khi mà mình gọi một người xong rồi người ta quay ra, người ta không biết là mình đang gọi ai, đúng không mọi người? Đó, chắc là thầy sẽ diễn đạt cái điều này ra nhá. Gia đình em quan niệm là con cháu không được cùng tên với người lớn. Đây cũng là một ý tưởng rất là hay này. Đúng không? Cái lý do quan niệm không được cùng tên người lớn mình không biết là gì, nhưng mà mình có thể nói, you know, in a family, we have a tradition that, you know, children shouldn't have the same name as adults, yeah, as the former generation. Cũng được, đúng không? Trẻ con không nên có cùng tên với người lớn, adults, hoặc là thế hệ trước, đúng không? Former generation, đúng không? Cũng hay, đúng không? Đó. Nhưng mà đấy là câu trả lời của bạn nhé. Còn thầy sẽ phải viết câu trả lời riêng của thầy đó, đúng không? Tại vì nó là trải nghiệm của thầy mà, đúng không? Yeah. Nói chung là thầy không thích, I don't like, đúng không? I don't like people having the same name, đúng không? Yeah. Quan niệm của tiếng Anh là gì? Thực ra thầy nghĩ các bạn thể dùng từ tradition. Đây có một cái truyền thống rằng đó. Yeah. Đó. Truyền thống, đúng không? Truyền thống rằng tradition cũng được. Đó. Ừ. Dùng tradition cũng ok, đúng không? Còn quan niệm đấy là mình nói tiếng Việt với nhau thôi. Nhưng thầy nghĩ dùng tradition là một cái truyền thống. Con cái không nên có tên với người lớn, đúng không? Đó. Thì người ta vẫn hiểu mà. Thầy không thích cái việc người ta nói cùng tên, đúng không? Bởi vì gọi là mình gọi một người, đúng không? Call someone, đúng không? Rồi người kia người ta sẽ nhìn mình rất là confusing, đúng không? Đó. Thầy cứ ghi ra nhá, xong rồi diễn đạt thử nhá. Thầy chưa biết rồi phải nói ra như nào, nhưng các bạn hiểu cái tinh thần của thầy rồi đúng không? Nào, thầy sẽ thử nói ra. Bởi vì nhiều khi mọi người viết thầy lại không diễn đạt nhanh bằng nói. Đó, bởi vì nói tự nhiên rồi. Đó. Thầy cứ nói trước nhá, xong rồi xem tí nữa thầy văn nói của thầy diễn đạt ra sao nhá. So, you know, does anyone in your family have the same name as you? Alright? No, you know, my name is quite unique, you know.
So even not so many people in Vietnam have the same name as me. In fact, I don't like people having the same name. I mean, it's quite confusing here when you call someone and they just look at you with a very like awkward face, yeah? I mean, you know, they don't know whom you were calling for, yeah. Ok, đúng không mọi người, yes? Được không? Thử ghi ra nhé, thầy Alex thử ghi ra nhé mọi người nhé. No, đúng không? Không, tôi không thích, trong gia đình tôi không có ai cùng tên, đúng không? Tên của tôi, you know, my name is quite unique. Yeah, N-U-Q-T-E, đúng không? Q-E, đúng không? Yeah, even, okay, thậm chí, đúng không? Even not so many people in Vietnam have the same name as me. Có cùng tên với tôi, đúng không? Thực chất là tôi không thích cái việc mọi người cùng tên. In fact, I don't, you know, like people having the same name. The same name, đúng nhỉ? Same name. Đừng hiểu nhầm tôi, đúng không? Don't get me wrong. I mean, it's quite confusing when you call someone and they just, you know, look at you with a very like awkward đi, đúng không? Cái khuôn mặt nó rất là ngơ ngác, đúng không? Face, yeah. Ok mọi người, tên của em là Việt Nam luôn á, em có thể cho cái ý tưởng đấy vào luôn. Ui, you know, tên của tôi là cùng tên với đất nước của tôi luôn, cho nên là nhiều khi nó khá là hay ho khi mà bạn ra ngoài đường và người ta gọi tên bạn cũng như là tên của tổ quốc bạn luôn, đúng không? Đó cũng được, đúng không? Nói thế cũng được, đúng không? Yeah. Nào, thầy sẽ thử trả lời câu này. Nói chung là đúng là cái chủ đề này là chủ đề về names, là chủ đề nó khá là khó, đúng không? Cho nên thầy Alex rất là tiếc hôm nay thầy không giới thiệu các bạn một cái từ vựng gì nó quá cao siêu cả. Nhưng thầy nghĩ là cũng là một cái để cho các bạn thể hình dung được là một câu trả lời 8 chấm trở lên thì nó không nhất thiết phải sa mang những cái câu nó quá là hóc búa vào. Thay vì đó các bạn tập trung vào cái việc là mình diễn đạt sao cho người ta hiểu. Đó. Thầy sẽ thử trả lời câu này nhé mọi người nhé. Cùng xem với thầy này. So does anyone in your family have the same name as you? No. You know my name is quite unique. Even not so many people in Vietnam have the same name as me. In fact, I don't like people having the same name. Don't get me wrong here. I mean, it's quite confusing when you call someone and they just look at you with a very awkward face. I mean, they don't know like whom you're calling, you know? Yeah. Ok mọi người. Được hang mọi người hang. Rồi, vậy là kết thúc chủ đề rất là khó. Đó chủ đề về names, đúng không mọi người? Rất là khó luôn. Đây là chủ đề thuộc bộ đề dự đoán của quý này nha mọi người nhá. Từ tháng 9 đến tháng 12 nhá. Bạn nào đến bây giờ mà vẫn chưa có thì rất là đáng phê bình nha mọi người. Các bạn nào chưa có chúng ta nhắn tin với thầy qua fanpage IELTS thầy Alex để thầy gửi cho các bạn nhá, các bạn ôn nhá. Và mọi người nhớ bạn nào thích đăng ký học với thầy đúng không? Chúng ta cũng nhắn tin với thầy qua fanpage IELTS thầy Alex. Và mọi người nhớ lịch livestream của thầy đó là thứ 2, thứ 4 và thứ 6 đúng không mọi người? Lúc 11 giờ sáng. Bây giờ thầy sẽ cho các bạn xem lại đúng không? Và các bạn hãy chụp ảnh màn hình lại những câu hỏi ngày hôm nay nhá. Chụp ảnh màn hình lại với thầy này mọi người này. Đây câu 1 đây đúng không? Câu 1 đúng không? Chụp lại đi về nhà mà xem lại đúng không? Thầy khuyên là các bạn vẫn nên tự về nhà soạn đáp án riêng của mình. Bởi vì đây là những cái câu trả lời nó thuộc về bản thân thầy, thuộc về cái personal experience của thầy đúng không? Cho nên nhiều khi nó sẽ không đúng với các bạn lắm. Cho nên các bạn nên tự soạn đáp án riêng. Còn có thể xem thầy để tham khảo đúng không? Đó, đây câu số 2 đúng không mọi người? Chụp lại màn hình đi nha. Đó, câu 2 đúng không? Chụp màn hình lại nào. Đó, câu số 3 đúng không mọi người? Chụp màn hình lại nhé mọi người nhé. Chụp lại câu số 3 nhé. Đúng không? Yeah. Thầy có cô forecast cuối năm nay không ạ? Đây đây còn gì em? Đây là forecast cuối năm nay đây này em. Tháng 9, tháng 12, tháng 12 chả là cuối năm em. Được chưa? Đó, chụp màn hình lại nhá. Rồi, và câu cuối cùng. Chụp màn hình lại nhá. Chụp lại đi. Ok chưa mọi người? Alright. Rồi, thế thôi đúng không mọi người ha? Thế thôi đúng không? Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Các bạn nhớ lịch livestream của thầy đó là thứ 2, thứ 4 và thứ 6 nha mọi người nhá. So yeah, take care guys and I'll see you guys on Wednesday, yeah. Hẹn mọi người vào thứ 4 nha mọi người nha.
Bye guys, take care everyone. Bye guys, bye bye everyone. Take care. Bye.